Các bạn subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Xin chào bạn vị, hôm nay thì mình đang có ở đây chiếc iPhone 8 và 8 Plus. Thì hôm nay thì chiếc iPhone của mình đã chính thức được lên phiên bản iOS 11.1. Đây chính là phiên bản iOS được người ta đánh giá là ổn định và cũng như là ngon lành nhất để chúng ta lên so với phiên bản 11.02 mình đang dùng trên chiếc iPhone 8. Thì nếu mọi người xưa nay thấy là iOS 11 là một trong những phiên bản nhiều tai tiếng nhất, khi có quá nhiều lỗi không ổn định, pin thì kém, lỗi thì từ lưa bị đơ, các bạn xem lại các video cũ của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên phiên bản 11.1 này thì sẽ có nhiều cái ngon hơn. Và các bạn thì tham khảo giá bán cũng như là trải nghiệm cái iOS 11.1 này trên các thiết bị iPhone như iPhone 8 và 8 Plus tại 7S. Lần trước thì mình cũng có kiếm một con ở đây là bây giờ chỉ còn 20.490.000 cho chiếc 8 Plus 64GB. Và các bạn cũng có thể cài đặt trên các chiếc iPhone 7 Plus là cũng ngon rồi. Thì hàng line new bên này cũng có rất nhiều. Vì vậy nên các bạn thể đến và mua sẵn luôn, không cần phải chờ đợi hay là buồn túi vì không mua được máy về. Rồi, link ở bên dưới mình sẽ cho giá bán cụ thể cho mọi người, còn trong video chỉ để minh họa thôi. Điều đầu tiên mà iOS 11 đã thay đổi chúng ta đó là cái con long quăng là cái mà ai cũng thích dùng, đó là Assist Touch. Cái con này ở trên các phiên bản trước đây thì bên tay trái là iOS 11.02, mỗi khi chúng ta bấm thì nó sẽ luôn luôn hiển thị pop-up ra menu ở chính giữa màn hình. Nhưng trên iOS 11.1, các bạn bấm ở đâu thì nó sẽ nhảy ra pop-up ở chính khu vực đó, như ở dưới thì nó sẽ ở dưới. Còn nếu các bạn kéo nó lên trên, các bạn bấm thì nó sẽ nhảy lên trên như này. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng bằng một tay một cách dễ dàng trên những chiếc màn hình lớn, nó không bị nhảy ra chính giữa như ngày xưa nữa. Và ngoài ra thì Apple cũng đã thay đổi đến các cái biểu tượng như gesture của nó sẽ là một cái phím to ngày xưa trên iOS 11.02. Thì trên cái phiên bản này chúng ta nó sẽ trở thành những cái chấm nhỏ li ti, thay đổi một số icon để cho nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ đi đến tiếp theo ở trong phần cài đặt. Trong phần cài đặt này thì Assist Touch của chúng ta cũng đã bổ sung thêm một số cái khác nữa. Ví dụ như là mọi người bây giờ là có thể thêm được các cái menu lựa chọn ngay ở bên ngoài trên iOS 11.1. Trong khi đó với phiên bản iOS 11.02 thì nó lại không có cái này mà phải vào cần cài đặt để tạo ra cái mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể làm ngay cái việc như là chạm một lần thì mở menu này, hay là double tap sẽ là về phím home ở trên cái chiếc máy này, hay là bấm giữ để làm việc gì, và cũng như 3D touch sẽ ra màn hình khóa. Cái này là công cụ dành cho cái phím Assist Touch ngay ở bên ngoài. Trong khi đó với phiên bản cũ chúng ta là 11.02 thì sẽ không có tùy chọn này mà chúng ta phải mở vào sâu hơn. Vì vậy nên người dùng có thể sử dụng cái Assist Touch này bây giờ tốt hơn trên iOS 11.1. Bên cạnh đấy thì hiệu năng của nó có được cải thiện một chút, do là hiệu ứng chuyển cảnh của các cái ứng dụng ấy nó sẽ nhanh hơn và cảm giác mượt mà hơn, kể cả là từ màn hình khóa. Và trên iOS 11.1 thì bổ sung thêm một loạt chúng ta, đó chính là các cái emoji. Thì emoji này bạn nào mà hay chat chít với gấu rồi nhắn tin cho bạn bè thì sẽ khoái. Nó sẽ thêm bổ sung thêm một loạt các cái biểu tượng gương mặt mới đẹp và rất là ấn tượng. Như bạn thấy đây, chúng ta đây chính là những cái gương mặt và cũng như là các biểu tượng mình đã được thêm vào. Đây gương mặt của nó như là đeo kính này. Rồi chúng ta sẽ có gương mặt là nổ đom đóm sao, lè lưỡi như thằng ngáo đá, rồi thanh niên phê cần, rồi anh hai ôm súng, rồi cũng như là two girl one cup này. Đấy, bên cạnh đấy còn có một loạt các cái emo của các loại động vật cầm thú, ký sinh trùng, súc vật ở đây nữa là mọi người có thể thêm vào. Một trong những tính năng được mọi người kêu gào nhiều nhất đó là ví dụ như trên cái chiếc iPhone của mình đang có 3D Touch, nhưng khi bấm giữ từ map nó không còn xuất hiện đa nhiệm. Thì trên iOS 11.1 đã kêu trở lại chúng ta tính năng này. Và các bạn khi bấm giữ trên map nó sẽ hiển thị ra tính năng đa nhiệm chúng ta để có thể chuyển qua lại các ứng dụng rất là tiện lợi. Vì thế nên bây giờ chúng ta không cần phải bấm double tap phím home nữa, và mọi người có thể sử dụng cái này để giảm thiểu cái hiện tượng như chúng ta sẽ bị liệt phím home, thay vào đấy ta sẽ bị liệt một bên map màn hình chẳng hạn. Và đừng quên là trên phiên bản này chúng ta thì pin sẽ tốt hơn. Theo đánh giá của phần lớn những người đã lên bản này đều khen là pin sẽ ngon và ổn định hơn, ít lỗi ngay cả chiếc iPhone 8 8 Plus của mình. Mặc dù là máy mới nhưng có iOS 11 là đều bị lỗi như nhau cả. Vì vậy nên các bạn thể lên bản này để trải nghiệm mới hơn. Và nó có thể nói rằng 11.1 là phiên bản iOS 11 đáng để các bạn sử dụng nhất, thay vì mấy bản củ chuối trước kia quá nhiều lỗi. Và mọi người thể cài cả trên các chiếc iPhone 7 Plus cũng như các thiết bị trước đây lên 11.1 để xem hiệu suất có cải thiện hơn không, hoặc là lên những chiếc iPhone 8 và 8 Plus luôn cho nó gấu, thì chắc chắn là hiệu suất của nó sẽ tốt cùng với phiên bản iOS 11.1. Các bạn thể comment bên dưới các cái trải nghiệm của bạn khi lên 11.1, các bạn có lên không và lên thì như thế nào, và cũng như đừng quên tham khảo giá bán chi tiết của iPhone tại cửa hàng 7S ở link phần mô tả sẽ cho các bạn, cũng như các khuyến mại bên đấy thì họ mới ghi rõ, trên video thì không ghi rõ đâu. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.